Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện. Tập 158. Chương 1571, Quá Dọa Rùa. Lý Trường Thọ nhìn Triệu Công Minh mấy lần, phát hiện ra trạng thái của lão ca không sai, cũng liền đặt lực chú ý ở trên một tiểu bố trí khác. Quy Linh Thành Mẫu, giờ phút này sắc mặt nàng u buồn, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn, đã vào vở kịch. Sư tỷ, trong những ngày tiếp theo, khục, ta ngẫu nhiên suy tính được, sẽ có không ít chuyện phát sinh. Nếu như có một ngày, chúng tiên tiệt giáo đi theo Đa Bảo Sư Huynh vây quanh Linh Sơn, lúc đó Tây Phương Giáo nhất định sẽ toàn lực rảo biện. Căn cứ theo ta suy tính, Tây Phương Giáo rảo biện chủ yếu chia thành ba loại. Thứ nhất là cực lực phủ nhận, nói một ít đồ vật mang tính vũ nhục không phải bọn hắn làm, nếu là tình hình như vậy. Ngươi cũng không cần quản nhiều, coi như ta chưa nói qua những lời này, Đa Bảo Sư Huynh bọn họ tự nhiên có thể nhẹ nhõm xử lý. Lúc ấy hẳn là bằng chứng như núi. Thứ hai, Tây Phương Giáo trực tiếp nhận lầm, tìm kẻ chết thay ra để dội tắt lửa giận của tiệt giáo. Đây là thủ đoạn Tây Phương Giáo quen dùng, thậm chí sẽ giết kẻ chết thay này ở ngay trước mặt các ngươi. Lúc này ngươi có thể lựa chọn đứng ra, cũng có thể lựa chọn không đứng ra. Nếu như đứng ra, liền phát huy ưu thế của ngươi, biểu hiện phiền muộn một ít, nhiều một chút lo lắng. Đứng ở trên lập trường Tây Phương Giáo nói vài câu, sau đó thay thế bọn họ nhận lầm, cụ thể nói cái gì, sau đó ta sẽ thiết kế cho ngươi. Còn có loại tình hình thứ ba, chính là Tây Phương Giáo lấy ra cái gọi là chứng cứ, chứng minh những bia đá kia là người khác vu hãm, lại có thể tự bào chữa, lúc này ngươi liền nhất định phải đứng ra, cắn chết bọn họ. Cắn chết? Trực tiếp nhào tới cắn sao? Nhưng ta là tu thần thông nguyên thần cùng với thần thông phòng ngự. Chờ một chút, để cân nhắc xem có nên giao tính kế mấu chốt như vậy cho ngươi hay không. Ở sâu trong đạo tâm hiện ra đủ loại thanh âm đàm thoại của Trường Canh sư đệ, Quy Linh Thành Mẫu khống chế biểu tình của chính mình, nhìn kỹ tình thế trước mắt. Nàng có thể làm được, nhất định có thể. Chỉ là, lần đầu âm người, ít nhiều có chút khẩn trương, đạo tâm yên lặng mười mấy nguyên hội nhảy loạn. Trường Canh sư đệ, thật sự là một người không tồi. Người xoái khí, lại thông minh, còn có đủ loại mưu đồ, không có bất kỳ nan đề gì có thể làm khó hắn. Ngẫu nhiên còn nghe sư tôn đại nhân tán dương Trường Canh sư đệ, nói hắn chỉ sợ đã sớm tính kế cũng xoay cổ tay thiên đạo. Quá dọa rùa, nha, không thể nghĩ lung tung, chính mình phải thường xuyên chú ý chàng diện thế cục. Quy Linh Thánh Mẫu âm thầm bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Tây Phương Giáo ứng đối. Trước khi đến, Đa Bảo Đại Sư Huynh đã là dẫn âm nói với bọn họ, để cho bọn họ trước vây mà bất động, để Kim Linh Sư Tỷ tùy ý phát huy. Mục đích là bức hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo đi ra. Vì tránh để cho thánh nhân trực tiếp tàn sát cao thủ phe mình, trước tiên trở thánh, nhân khai chiến, đệ tử bọn họ tái chiến là cục diện tiệt giáo muốn gặp nhất. Đương nhiên, hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo cũng tất nhiên sẽ có ứng đối, cuộc chiến hôm nay xa xa không phải vây, giết, rút lui đơn giản như vậy, bên trong lộ ra tầng tầng tính kế. Đúng như Trường Canh sư đệ nói, mấu chốt có thể thủ thắng hay không, ở chỗ có thể bức thánh nhân Tây Phương Giáo đi ra hay không. Chuyện này cần bọn họ tiệt giáo chiếm lý, lại có thể liên tục không ngừng hình thành cảm giác áp bách đối với Tây Phương Giáo. Nhiệm vụ mà Trường Canh sư đệ an bài cho chính mình, gian khổ lại trọng yếu. Quy Linh Thánh Mẫu thấy, Kim Linh sư tỷ giận uy khiếp người, mấy vị lão đạo Tây Phương Giáo bị dọa nói không ra lời. Mấy ngàn tiên nhân phe mình vây khốn Linh Sơn, chiến lực tinh anh tiệt giáo cơ hồ ra hết, uy áp phương viên 10 vạn dặm. Thiên địa biến sắc, càn khôn vặn vẹo, giống như muốn đánh chìm Tây Nghiêu Hạ Châu khỏi hồng hoang thiên địa vậy. Đây, vẫn là các sư đệ sư muội phe mình có chút khắc chế, cũng không lộ hết đạo cảnh, tăng cao trạng thái uy hiếp. Long hổ như ý trong tay Kim Linh sư tỷ nở rộ quang mang, hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu sư tỷ cũng triển lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Quy Linh Thánh Mẫu hiểu ý, trong hai mắt phun ra chút ánh sáng xanh, sáo ngọc trong tay phát tán ra trận trận ba động. Tiên tiệt giáo, lượng pháp bảo, hãy khoan, hãy khoan. Tây Phương Giáo có lão đạo ầm ĩ hô to, giữa chúng ta tựa hồ có hiểu lầm gì đó. Quy Linh Thánh Mẫu suýt nữa liền phá công.
Những lão đạo này thật sự là giống như Trường Canh sư đệ nói, bình thường khi dễ lương thiện chính là ngang ngược bá đạo, miệng méo cười lạnh. Trên miệng nói ngươi hữu duyên với phương Tây chúng ta, đạo hữu không chết bần đạo chết, làm đủ trò xấu, không có tâm nhãn gì tốt. Chương 1572, hiểu lầm. Nhưng vừa gặp phải khốn cảnh như vậy, bị thế lực mạnh hơn bọn họ trấn áp, liền sẽ như rùa đen rút đầu, trốn tránh trách nhiệm, không có chút đảm đương nào. Tây Phương giáo bọn hắn đã thối nát từ gốc, hoàn toàn cũng là bởi vì giáo chủ phẩm hạnh bất chính. Nghĩ như thế, dưới đáy lòng Quy Linh Thánh Mẫu đã không còn nửa phần áy náy, bắt đầu nghĩ tới chiến thuật của mình, chuẩn bị lời kịch. Liền xem Tây Phương giáo lựa chọn kịch bản nào. Theo ước định cẩn thận trước đây, vào giờ phút này Quỳnh Tiêu sư muội đứng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Tiêu lạnh lùng, kim giao tiễn trong tay truyền ra từng tiếng gào thét, phượng long tác xoay quanh người giống như thương long. Nàng lạnh giọng hô to, hiểu lầm. Vậy chúng ta cũng có quá nhiều hiểu lầm rồi, tốt cho một cái Tây Phương giáo. Các ngươi từ thượng cổ liền bắt đầu đào đệ tử tiệt giáo chúng ta vào phương Tây các ngươi, thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn, cưỡng bức xảo đoạt. Sư tôn nhà ta nể tình nghe đạo cùng với hai vị thánh nhân Tây Phương giáo trong Tử Tiêu Cung, không có tính toán, các ngươi lại còn coi tiệt giáo chúng ta dễ khi dễ. Nhiều năm như vậy, các ngươi thầm châm ngòi quan hệ đạo môn tam giáo chúng ta. Xiển tiệt nhị giáo mấy lần xung đột, mấy lần chảy máu, lần nào cũng đều có cái bóng Tây Phương giáo các ngươi. Phương Tây các ngươi ngóng trông đại hưng, tự xưng có thiên mệnh ở đây, nhưng vì đại hưng không từ thủ đoạn như thế, thật sự không biết xấu hổ. Phi, bây giờ đại kiếp buông xuống, các ngươi đắc tội tỷ phu ta, bị bố trí vào bên trong đại kiếp, không nghĩ làm sao vượt qua đại kiếp, lại còn muốn dùng mưu kế, mê hoặc xiển giáo liên thủ đối nghịch với tiệt giáo chúng ta, không coi mối quan hệ tam giáo một nhà ra gì cả. Những bia đá này còn không phải do các ngươi làm sao? Làm sao là muốn để người ta cảm thấy xiển tiệt chi tranh chính là từ thượng cổ liền định ra. Kỳ tâm khả chu, tiệt giáo chúng ta và các ngươi ngày hôm nay tất phần chết sống. Nói xong, ngực Quỳnh Tiêu không ngừng chập trùng, thật sự nói đến vô cùng tức giận, trực tiếp đập kim giao tiễn trong tay đối với năm vị lão đạo trước mắt. Trong lòng Quy Linh Thánh Mẫu thất kinh, sợ một đập này của Quỳnh Tiêu sẽ dẫn ra tiếp dẫn thánh nhân. Kim giao tiễn hóa ra thái cổ thương long, mấy vị lão đạo kia đã sớm có đề phòng, đồng loạt ra tay ứng đối, bảo quang nở rộ, lại là ngăn cản kim giao tiễn. Có thể được chọn làm phó giáo chủ, thực lực tất nhiên không đơn giản. Quỳnh Tiêu trừng mắt hạnh, lập tức liền muốn tiến về phía trước, lại bị ánh mắt của Vân Tiêu tiên tử bên cạnh ngăn cản. Vân Tiêu thuận thế phóng về phía trước một bước. Chỉ là một bước, mấy vị lão đạo cùng nhau lui lại, trong mắt từng người tràn đầy kiêng kỵ, bảo quang trong tay đại tác. Một lão đạo vội vàng hô, tiên tử chớ động thủ. Tiệt giáo hẳn là không giảng đạo lý như thế, không nói lời gì, không phân tốt xấu, liền muốn hủy diệt Linh Sơn chúng ta. Cùng là đại giáo thánh nhân, khinh người quá đáng. Vân Tiêu khẽ mở môi mỏng, tiếng nói bay vào trong mây, quanh quẩn tại các nơi Linh Sơn, đúng sai tự có dư luận, việc này mặc cho các ngươi rảo biện như thế nào. Cũng đã là sự tình đã xảy ra, nếu Tây Phương giáo đã lựa chọn đối lập với tiệt giáo chúng ta, lại dụng tâm ác độc, muốn để cho tiệt giáo chúng ta cùng với xiển giáo tranh chấp không chết không thôi, tiệt giáo chúng ta ngày hôm nay đến đây, liền không chết không thôi với các ngươi, không hợp lý sao? Những bia đá này còn chưa điều tra rõ lai lịch. Đây nói rõ là tiên minh đang vu hãm. Tây Phương giáo chúng ta cùng với tiệt giáo luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao không thể là mưu kế của xiển giáo? Vân Tiêu hơi nhíu mày, lập tức liền muốn trực tiếp ra tay. Quỳnh Tiêu lại ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, cầm kim giao tiễn chỉ vào mấy vị lão đạo này, mắng, ngươi vừa mới nói, đây là tiên minh đang vu hãm các ngươi. Vậy ý của các ngươi là thiên đình cố ý làm cục nhằm vào các ngươi. Nói một cách khác, ngươi tại nói tỷ phu ta cố ý dội nước bẩn cho Linh Sơn các ngươi. Mấy vị, lão đạo kia từng người nhíu mày, một người vội nói, cũng không phải. Được rồi, đã hiểu. Quỳnh Tiêu quay đầu bước đi, chờ ta chốc lát, ta đi thiên đình gọi tỷ phu ta, để hắn tới chủ trì công đạo. Không, không cần. Có phó giáo chủ Tây Phương giáo hô to, tiên tử tạm chờ đã. Việc này sao phải làm phiền Thái Bạch Kim Tinh? Việc này, ai? Việc xấu trong nhà không cần nói ra bên ngoài. Quy Linh Thánh Mẫu một mực đang chờ đáy lòng nhảy một cái. Đến rồi. Đạo đạo ánh mắt bên trong thiên địa rơi vào trên người vị lão đạo kia,
Lão thở dài, chậm rãi nói, việc này đúng là một đệ tử bên trong Tây Phương giáo chúng ta làm. Nhưng đây là y tự tiện làm bậy, cùng với Tây Phương giáo chúng ta căn bản không có bất kỳ liên quan gì. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1573, nhấn nút tạm dừng. Gần đây sát kiếp hiển hiện, Tây Phương giáo chúng ta từ trên xuống dưới có chút lo lắng, có đệ tử từng bẩm báo đối với lão sư, nói muốn khiêu khích hai giáo đạo môn ứng kiếp, để các ngươi nhị hổ tương tranh, để các ngươi lưỡng bại câu thương. Tính kế như vậy thật ấu trĩ làm sao, ám muội làm sao. Lão sư lúc ấy liền quát lớn tên sư đệ kia, cũng trục xuất y khỏi Linh Sơn, việc này chúng ta đều có thể làm chứng, quả thật là tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới, y lại lấy thân phận của mình đi 3.000 thế giới, tìm được một chỗ hương hỏa cường thịnh, làm ra hành vi như vậy. Lão đạo này kể chuyện xưa, quả thực rất có truyền cảm, nói đến chỗ ủy khuất hai mắt còn rưng rưng. Tình này, quả thực, tại Thái Bạch Cung Thiên Đình, ở phía trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không nhịn được thì thào nói thầm, việc này thật sự như thế. Đương nhiên không phải. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, rõ ràng là thủ đoạn Tây Phương giáo chuẩn bị, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đáng kể mà thôi. Đại Pháp Sư cười nói, đây hẳn là kiệt tác của sư đệ ngươi. Lý Trường Thọ vừa gật đầu vừa nói, làm sao có thể? Đương nhiên không phải như vậy, sư huynh ngươi không biết ta gần đây bận rộn cỡ nào đâu, vẫn luôn hối hả ngược xuôi. Rõ ràng là Tây Phương giáo cố ý châm ngòi quan hệ nội bộ đạo môn, tội không thể dung. Mấy người có mặt trong sân lập tức hiểu được gì đó, cũng không nhiều lời, tiếp tục chú ý thế cục phát triển, Thái Cực Đồ tùy thời chờ lệnh. Theo gương đồng hiện ra, lão đạo kia kể xong chuyện xưa, Tây Phương giáo giao ra một vị đạo nhân kim tiên cảnh bị đánh tới hơi thở mong manh. Còn chưa đợi Tiệt giáo mở miệng, liền trực tiếp đánh giết người này, đánh nát nguyên thần, dâng lên thủ cấp. Kim Linh Thánh Mẫu mắng to Tây Phương giáo vô sỉ, lập tức liền muốn vung ra ngọc như ý. Mấy vị lão đạo phó giáo chủ Tây Phương giáo khóc trời đập đất, hô to Tiệt giáo không thèm nói đạo lý, chính là muốn ỷ thế hiếp người. Chúng, tiên Tiệt giáo cùng nhau tiến tới gần trăm trượng, nhưng một cỗ đạo vận băng lãnh lưu chuyển tại các nơi, làm cho Đại La, Kim Tiên nơi đây kinh hồn táng đảm. Đạo vận thánh nhân, giọng điệu của mấy vị lão đạo phó giáo chủ Tây Phương giáo lập tức biến hóa. Một lão đạo hô, Tiệt giáo thật sự hảo thủ đoạn, đây là muốn độc bá hồng hoang hay sao? Các ngươi nếu làm việc như thế, có để mặt mũi thánh nhân vào trong mắt. Nếu như dám can đảm tiến về phía trước nửa bước, chúng ta coi như liều mạng, cũng muốn bảo vệ thánh địa Linh Sơn. Nhất định phải mời lão sư ra tay, lưu lại các ngươi ở dưới chân Linh Sơn. Kim Linh giận dữ, lập tức liền muốn tiến về phía trước đấu pháp, đối cứng thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân nấp trong bóng tối thấy thế thầm than dưới đáy lòng, biết chính mình nhất định phải ra mặt, lại ẩn nấp nữa sẽ có chút thụ động. Tây Phương giáo nhất môn song thánh, đây là vấn đề khó giải quyết nhất. Ngày hôm nay Tiệt giáo quyết tâm đánh cho thánh nhân Tây Phương giáo thành gốc cây trụi lá, trước hết bức chuẩn đề hoặc là tiếp dẫn đi ra, để Thông Thiên giáo chủ túm ra thiên ngoại đại chiến. Nhân vật Tiệt giáo dự định đối đầu cùng với chuẩn đề thánh nhân, chính là Đa Bảo đại sư huynh y, cho nên Đa Bảo trước hết nhất trốn đi, chuẩn bị sau đó vào lúc cục diện lâm vào thụ động lại hiện thân, chỉ cần thời cơ Đa Bảo hiện thân ở sau chuẩn đề thánh nhân, hoặc là đồng thời, Tiệt giáo ngày hôm nay liền thắng một nửa. Nếu như cường công Linh Sơn, cũng không phải là không thể được, như vậy thương vong sẽ vô cùng thảm trọng, chúng tiên Tiệt giáo phải đối mặt với lửa giận của tối thiểu nhất nửa vị thánh nhân. Mặc dù ngày bình thường đều là có rất nhiều luyện khí sĩ nhân tộc anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, yêu thích lấy thực lực của thánh thứ sáu ra nói chuyện, nhưng cảnh giới thánh nhân hoàn toàn nghiền ép cảnh giới đại la. Trừ phi là chuẩn thánh trảm tam thi, chỉ kém một đường so với cảnh giới thánh nhân, lúc đối mặt với thánh thứ sáu mới có thể kiên trì, đấu pháp đôi chiêu, nhưng thắng là kiên quyết không có khả năng. Tại giờ phút này, Tiệt giáo hơn nửa bầu trời rõ ràng có chút không vô lại bằng Tây Phương giáo, Đa Bảo đã là không thể không. Chờ đã, một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên, Linh Sơn dương cung bạt kiếm như bị nhấn nút tạm dừng. Đạo đạo ánh mắt, tiên thức nhìn về phía nơi tiếng nói phát ra, nhìn thấy một vị tiên tử thân mang váy dài xanh mỏng. Có chút khẩn trương cầm sáo ngọc trong tay, chậm rãi phiêu bay đến bên người Vân Tiêu tiên tử, nhỏ giọng nói,
Kim Linh sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta hôm nay có chút quá mức cường thế. Lời vừa nói ra, chúng tiên tiệt giáo tràn đầy không hiểu, một số nhỏ tiên nhân tràn đầy kinh ngạc. Chương 1574, làm sao đến mức này? Một phương Tây phương giáo đầu tiên là sững sờ, sau đó từng người đại hỉ, trong ánh mắt nhìn vị tiên tử kia như là thấy được một vị nữ thánh nhân mới tinh vậy. Ý kiến nội bộ của một phương tiệt giáo không đồng nhất. Tại thời điểm mấu chốt này, vậy mà lại có Quy Linh Thánh Mẫu một trong bát đại đệ tử đứng ra nói chuyện vì Tây phương giáo bọn họ. Cơ hội trời cho. Nhưng mà, chúng đạo giả Tây phương giáo không có phát hiện ra chính là, vào giờ phút này, bọn họ ngoại trừ mở miệng nói một câu, tiên tử cao thượng. Tây phương giáo chúng ta không đến nỗi như vậy, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói, có sao nói vậy, xác thực, bọn họ giống như không đến nỗi như vậy. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh vội vàng truyền âm, ngươi đang nói cái gì vậy? Đây chính là thời khắc giáo vận tồn vong. Quy Linh Thánh Mẫu chỉ có thể ném cho nàng một chút ánh mắt áy náy, tiếp tục mở miệng nói, Kim Linh sư tỷ, Vân Tiêu sư tỷ, chúng ta có ta phải quá mức cực đoan rồi. Tây phương giáo bọn họ đã lấy mạng của đệ tử ra trả giá, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải diệt Linh Sơn bọn họ hay sao? Chúng tiên tiệt giáo từng người nhíu mày, tạm thời không hiểu rõ đây là xáo lộ gì. Chúng đạo giả Tây phương giáo từng người cảm khái, liên tục nói phải, phải. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, lại nói, sư muội, ta biết ngươi tâm địa mềm, không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, nhưng ngày hôm nay là Tây phương giáo bọn họ muốn chúng ta vong trước. Vì sao lại nói như thế? Quy Linh Thánh Mẫu nghiêm mặt nói, tiệt giáo chúng ta danh xưng vạn tiên triều bái, vốn là đại giáo thánh nhân có môn nhân đệ tử nhiều nhất. Hơn nữa chúng ta tu hành tại tiên đảo, cùng với Tây phương giáo bọn họ cũng không có xung đột trực tiếp gì, bọn họ theo lý thuyết cũng sẽ không có ý muốn đối nghịch với chúng ta, có phải hay không, bên trong còn có tính kế gì, chúng ta hẳn là nên tra rõ ràng, lại đến tìm bọn họ cũng không muộn. Sư muội ngươi, trong mắt Kim Linh lấp lóe kim quang, như muốn nhìn thấu Quy Linh Thánh Mẫu. Mà lúc này, Vân Tiêu đã suy nghĩ rõ ràng tính kế nơi đây, nhưng cũng là ấm giọng nhỏ nhẹ mở miệng, nói với Quy Linh Thánh Mẫu, Tây phương giáo bọn họ có xung đột trực tiếp với chúng ta là. Còn thỉnh sư tỷ dạy ta. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn về phía các nơi Linh Sơn, ôn nhu nói, ta cảm thấy đã có thể trở thành thánh nhân lão gia. Tất nhiên là người có tính tình cao khiết được thiên đạo tán thành, đã là đại giáo thánh nhân, tự có thánh nhân lão gia ước thúc, sẽ luôn không có khả năng hư thành bộ dạng này. Ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Đại Pháp Sư, Khổng Huyên tràn đầy nghi hoặc không hiểu nhìn một màn bên trong gương đồng này. Khổng Huyên buồn bực nói, tiệt giáo ra phản đồ rồi. Còn là đại đệ tử, tại sao lại có sự phản bội như vậy? Trường Thọ, đây là có ý gì? Đại Pháp Sư tràn đầy nghi hoặc không hiểu, làm sao Quy Linh Sư muội lại giải thích thay cho đối phương rồi? Lý Trường Thọ cười nói, Sư Huynh đừng vội, Vân đoán chừng đã hiểu, ta trước đây cũng cho Vân một ít nhắc nhở. Lúc này vừa vạn diễn một màn với Quy Linh sư tỷ, đây là đạo lý gì? Khổng Huyên buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ nhìn về phía Linh Nga bên cạnh, Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, không phải là một chiêu kia. Một chiêu nào? Trong mắt Lý Trường Thọ mang theo vài phần danh mãnh, ngươi ngược lại là nói rõ chi tiết. Linh Nga hì hì cười một tiếng, ta cũng không biết. Lý Trường Thọ vừa muốn giải thích, bên trong gương đồng đã là truyền đến một đoạn âm thanh đối thoại. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài, sư muội, ý nghĩ của ngươi vẫn là quá đơn thuần. Kim Linh Thánh Mẫu lãnh đạm nói, không nói đến mấy trăm năm gần đây bọn họ sở tác sở vi, chỉ nói vào trước đại kiếp, Tây phương giáo vì tự thân đại hưng. Chỉ là truyền bá một ít giáo lý làm phàm nhân tính tình chết lặng tại thế tục, chỉ mong sau khi chuyển thế có thể có được số phận tốt. Lại càng không cần phải nói, bọn họ xây hương hỏa thần quốc, thu nạp yêu thú hung thú, cưỡng ép độ người, sát hại tính mệnh bốn phía. Ở trong mắt thánh nhân bọn họ, thiên địa này cũng không quan trọng bằng phương Tây bọn họ đại hưng, ngươi còn có chờ mong gì đối với bọn họ hay sao? Thánh nhân làm sao đến mức này? Trong mắt Quy Linh Thánh Mẫu tràn đầy không cam lòng, không tin, thánh nhân Tây phương giáo cũng nên nói đạo lý cùng với nhân nghĩa mới đúng. Kim Linh Thánh Mẫu ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Có lão đạo Linh Sơn gầm thét, ngươi nói lung tung như vậy là phải trả giá thật lớn. Quy Linh tiên tử nói không sai, phẩm hạnh lão sư nhà ta cao khiết, không thiếu đức hạnh.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1575, nước cờ hay. Sư tỷ, Quy Linh Thánh Mẫu tiếp tục khuyên nhủ, ta cảm thấy ngày hôm nay chúng ta vẫn là phải vì lý do ổn thỏa, Tây Phương Giáo bọn họ đã nhận sai, thừa nhận những bia đá này là bọn họ làm. Muốn khiêu khích quan hệ đạo môn tam giáo, để chúng ta cùng với xiển giáo chém giết, nhưng bọn họ chỉ là có ý nghĩ, còn chưa có thật sự làm. Sư muội ngốc của ta, Vô Đương Thánh Mẫu định tiếng nói, bọn họ là có ý tưởng như vậy còn chưa đủ sao. Nếu còn chờ hành động, chỉ kém lan truyền những bia đá này ra ngoài. Đây đã là sai lầm lớn lao, kết tử thù với chúng ta. Không sai. Lữ Nhạc cất cao giọng nói, ngày hôm nay bần đạo nếu như không san bằng Linh Sơn này, tâm hỏa khó bình. Chúng tiên tiệt giáo nhao nhao mở miệng hò hét, Quy Linh sư tỷ ngươi quá ôn nhu. Ngươi đây là bị Tây Phương Giáo đạo đức giả này lừa gạt. Tây Phương Giáo còn dám để hai chữ đức hạnh. Phi, thật sự không sợ bị thiên phạt sao? Tây Phương Giáo rác rưởi. Lão tử phỉ nhổ. Trong lúc nhất thời, quần tiên tiệt giáo quần tình xúc động, từng người đã là ở bên rìa bộc phát. Chúng tiên Tây Phương Giáo thì có chút không bình tĩnh nổi, chẳng biết tại sao lại. Có đại đệ tử tiệt giáo ra mặt nói giúp, lại ngược lại như là càng chọc giận tiên tiệt giáo vậy. Ngày hôm nay đã là phải huyết chiến, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám trực tiếp trả lời, dù sao phe mình cũng có quá nhiều tai tiếng cùng với việc trái với lương tâm. Vì sao, đột nhiên liền trở nên bị động như thế? Ai? Tiếng thở dài chậm rãi bay tới, đạo vận thánh nhân hóa thành tiên quang rõ ràng, tiếng gầm ầm ĩ của tiên tiệt giáo xung quanh trực tiếp bị tiếng thở dài này ép xuống. Thánh nhân Tây Phương Giáo đã là không thể không lộ diện. Quy Linh thoại thuật tuyệt Tây hộ, mây mù tràn ngập thánh nhân tới. Vốn dĩ Tây Phương Giáo đã là theo sách lược định ra trước đó, cản trở về đợt làm khó dễ thứ nhất của tiệt giáo. Vị kim tiên bị giết chết kia cũng không phải đệ tử chân chính của Tây Phương Giáo bọn họ, cho nên không cho tiệt giáo cơ hội thẩm vấn. Lúc này quyền chủ động đã hơi trở về Tây Phương Giáo, lập tức chính là đa bảo hiện thân, sau đó lấy thần thông bức ra thánh nhân của đối phương. Nhưng Quy Linh Thánh Mẫu cầm kịch bản đặc thù, phát huy ra đầy đủ ưu thế bề ngoài của bản thân, rất đơn thuần hỏi mấy vấn đề. Đứng tại lập trường Tây Phương Giáo nói vài lời lời công đạo, trở thành đại biểu của Tây Phương Giáo. Thuận thế theo Tây Phương Giáo nhận sai lầm có ý đồ diệt đạo môn mà tự hưng, từ đó hoàn toàn châm ngòi ngọn lửa, làm cho Tây Phương Giáo lâm vào triệt để thụ động. Tự thân lại hậu chi hậu giác nhận ra sự đen tối của Tây Phương Giáo, quay lại đóng đinh Tây Phương Giáo trên cây cột vô liêm sỉ. Nha, bọn họ hóa ra ghê tởm như vậy. Đây thuần túy là kế sách do Lý Trường Thọ định ra, Quy Linh cũng không hiểu nhiều, nhưng hiệu quả coi như không tệ. Tây Phương Giáo lâm vào thế yếu toàn diện, chúng lão đạo, tiên nhân trên núi như lâm đại địch, có một chút đạo giả bi quan, đã là chuẩn bị xong mặt ngoài thủ vững một hồi, sau đó thuận thế bị đánh tan. Các cao thủ tiệt giáo tiến sát, các cao thủ Tây Phương Giáo lập tức mở ra trọng trọng trận pháp, sắc mặt đã là vô cùng ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, đạo vận thánh nhân bỗng nhiên hiển hiện, làm cho đám cao thủ tiệt giáo phía trước tạm thời có chút cảnh giác. Thánh nhân đã ra, chư tiên tránh lui, đỉnh điểm sinh linh, hồng hoang trật tự. Một cái chớp mắt này, không chỉ là sắc mặt của chúng tiên tiệt giáo xung quanh Linh Sơn biến thành vô cùng ngưng trọng. Coi như là Đại Pháp Sư, Khổng Huyên, Lý Trường Thọ ngồi ở phía trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, tất cả cũng đều đứng dậy. Đại Pháp Sư nhíu mày, thấp giọng nói, vì sao? Hiện thân trước hết nhất là lão. Khổng Huyên cười nói, cũng có thể coi là một nước cờ hay. Lý Trường Thọ ngược lại là có chút bình tĩnh, nhìn chăm chú hình ảnh bên trong gương đồng. Bóng người hiển thánh trong đó giống như có chút mơ hồ, lại là một vị lão đạo dáng người hơi có vẻ khôi ngô, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu có quang luân màu vàng lấp lóe sáng ngời. Đạo, khu dưới áo bào giống như hư vô không có thực thể. Kỳ đạo tranh tranh, hữu không, minh, thích, tận, trung chi ý. Vận này kéo dài, ào ạt trào ra như sông dài của trời đất. Hùng dũng tiến vào, ngầm hòa vào nhau, hình thành sức sống vô tận và sự hủy diệt, tĩnh lặng trong một thể. Cẩn thận thể hội tự có vô hạn diệu cảnh, nhìn qua thô sơ giản lược cũng có thể phát giác bên trong ẩn chứa vĩ lực khôn cùng. Có thơ tán nói, đạo lên hồng mông minh thiền lý, hoành nguyện thành thánh công đức rơi. Phương Tây khó hưng không làm sao hơn, ngực uẩn càn khôn tận phí thời gian. Cùng ta gặp nhau đều vào cuộc, mạnh nói duyên phận hào xảo đoạt.
tiền căn cố định hôm nay quả, vạn năm không bận bịu xấu khó tránh. Chương 1576, Gia Thiên Ngoại. Một phương tiệt giáo cũng chưa từng nghĩ đến, Tây Phương Giáo Nhị Thánh hiện thân trước hết nhất, lại là tiếp dẫn thánh nhân. Một chiêu này mặc dù đơn giản, lại làm cho đại bộ phận tính kế của tiệt giáo thất bại, làm cho cục thế ngày hôm nay một lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Vì sao như thế? Vẫn là một giáo song thánh này, cùng với khoảng cách không thể vượt qua giữa đại năng hồng hoang và thánh nhân. Kịch bản tiệt giáo kỳ vọng chính là chuẩn đề thánh nhân hiện thân, lập tức bị sư tôn nhà mình ở dưới tiền đề không đánh vỡ hồng hoang tiến hành áp chế, dẫn đến tiếp dẫn không thể không ra tay gấp rút tiếp viện. Thông Thiên giáo chủ vốn là có thực lực như vậy, chẳng qua là phục chế một lần, trận đại chiến với Tây Phương giáo nhị thánh ở bên trong hỗn độn hải trước đây. Sự tự tin của tiệt giáo lúc đối mặt với Tây Phương giáo chính là bắt nguồn từ bộ logic này. Nhưng, thánh nhân Tây Phương giáo há lại dễ trúng kế như vậy. Chỉ là biến hóa đơn giản này, tiếp dẫn thánh nhân ra ngoài bình chuyện, chuẩn đề thánh nhân ẩn nấp không ra. Thông Thiên giáo chủ cho dù có Chu Tiên tứ kiếm cùng với trận đồ Chu Tiên kiếm trận, cũng hoàn toàn không có cách nào áp chế lại tiếp dẫn có đạo cảnh tiếp cận. Tiếp theo, chỉ cần tiếp dẫn dẫn Thông Thiên giáo chủ đi thiên ngoại, chuẩn đề thánh nhân trấn thủ Linh Sơn, lại có các cao thủ Tây Phương giáo triệu hồi tới trước đây. Linh Sơn bị vây hãm, tự nhiên có thể hóa giải hơn phân nửa. Một phương tiệt giáo tất nhiên là đã cân nhắc qua tình hình như vậy, nhưng Đa Bảo đạo nhân cùng với mấy vị đại đệ tử sau khi không nghiên cứu ra cái gì, bọn họ vẫn quyết định thử xem một chút, cùng lắm thì chính là không công mà lui. Chính là ôm lòng may mắn, nắm lấy cơ hội thoáng qua đó. Cho nên, bọn hắn tới, nghĩa vô phản cố, lòng đầy cam phẫn, sau đó gặp được tình hình như vậy, cũng không có chút ý lùi bước nào. Ở phía trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ không nhịn được co quắp khóe miệng. Cũng không biết giáo phong tiệt giáo thật sự là như thế, vẫn là tính kế đến tình trạng xuất thần nhập hóa, suy tính cả tình hình hắn làm thế nào giúp tiệt giáo vào. Tình hình như vậy, Lý Trường Thọ tự có biện pháp ứng đối, bằng không hắn trước tiên mời sư huynh sư tẩu trở về làm gì. Lại nghe bên trong gương đồng truyền tới tiếng nói của tiếp dẫn thánh nhân, đạo hữu ngày hôm nay, quả nhiên là muốn hủy diệt Linh Sơn nhất mạch chúng ta. Lời này vừa nói ra, không có ai dám tiếp. Liền nghe được một tiếng cười khẽ, trong mây hiện ra đạo đạo hào quang, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ngay ở bên ngoài Linh Sơn, ở trước các đệ tử. Tay cầm thanh bình kiếm, một thân đạo bào xanh lam, tóc dài bay múa theo gió, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút ý cười. Thượng Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ. Linh Sơn nhất mạch của đạo hữu làm cái gì, trong lòng chúng ta đều biết rõ, bây giờ đại kiếp tiến đến, nên thanh toán nợ cũ trước đây. Tiếp dẫn im lặng, tựa như chấp nhận Thông Thiên Giáo Chủ chỉ trích. Tồn tại đến cấp độ này, lòng dạ tính kế đã là góc viền, hết thảy đều trở về ở trên thực lực. Các nơi Linh Sơn yên lặng xuống, từ lão đạo Linh Sơn đến chúng tiên tiệt giáo, tâm tình đều không hiểu có chút sa sút. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi than nhẹ, hết thảy, chung quy là khác biệt với thời viễn cổ. Thông Thiên giáo chủ cười cười, thanh bình kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc. Ra thiên ngoại đánh một trận, tự nhiên phụng bồi. Ông, đại đạo chấn minh, càn khôn lắc lư, hai vị thánh nhân ở trong một cái chớp mắt trước đó vẫn là đứng ngồi ở trong không trung, ở trong chớp mắt tiếp theo liền biến mất không thấy gì nữa. Tường vân tiếp dẫn ngồi đổ sụp, Thông Thiên giáo chủ chỉ lưu lại một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Hai đạo lưu tinh hào quang rực rỡ bay đến chân trời, thoáng qua liền biến mất không thấy. Chỉ có dư vị đạo vận thánh nhân lúc đụng nhau, chậm rãi khuếch tán ở trong thiên địa, thổi tan mây mù không biết bao xa. Thánh nhân, đại chiến thiên ngoại. Trường Thọ, Thông Thiên sư thúc có hậu thủ gì không? Đại pháp sư nhíu mày hỏi, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, đúng là tiêu sái như vậy, bỏ lại toàn bộ đệ tử của mình ở Linh Sơn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại là nghĩ đến một ít khả năng. Khổng Huyên ôn nhu nói, có lẽ là có đại trận như Chu Thiên tinh đấu, có thể dùng để đối kháng thánh nhân cũng không nhất định. Số lượng cao thủ của tiệt giáo bây giờ, e là đã vượt qua yêu đình thượng cổ rất nhiều. Linh Nga nhỏ giọng thầm thì, có khả năng hay không, thánh nhân sư thúc cảm thấy, sư huynh nhà ta chính là hậu thủ của tiệt giáo. Ba vị đại lão nhân giáo cùng nhau ngẩn ra, sau đó từng người cười khẽ. Lý Trường Thọ nói, còn có một loại khả năng, chính là Thông Thiên sư thúc phó thác trọng bảo cho Đa Bảo sư huynh.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1577, thích hợp sao? Ai, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Trong mắt Đại Pháp Sư lóe qua một chút tinh quang, cả người cũng từ thoải mái dễ chịu, lười nhác, triển lộ ra một chút phong mang. Đại Pháp Sư nói, ngày hôm nay không chỉ là Tiệt giáo đối phó Tây Phương giáo, cuối cùng cũng là đạo môn đối phó Tây Phương giáo. Trường Thọ nghĩ giúp Vi Huynh một cái cớ thích hợp, sau đó nếu tình huống không đúng, Vi Huynh liền đi cản lại Thánh Nhân. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, Thánh Nhân thứ sáu e là sẽ không dễ dàng rời đi Linh Sơn. Không được liền mời lão sư âm thầm dùng chút thủ đoạn. Chuyện này, thích hợp sao? Không có việc gì, lão sư tại Thượng Cổ thường xuyên làm như vậy. Ngươi thật sự cho rằng trận chiến mở màn của Vi Huynh và Yêu Hoàng có thể địch nổi Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng hỗn độn chung? Đại Pháp Sư cười đến híp cả mắt, dưới đáy mắt tràn đầy hồi ức. Lý Trường Thọ trầm mặc. Xem ra, quan hệ giữa Đại Pháp Sư cùng với Khổng Tẩu Tẩu đúng là vững chắc. Lời nói có hại hình tượng oai hùng của mình như vậy, nói ra lại không có gánh nặng như thế. Bên trong gương đồng, cỗ đạo vận Thánh Nhân thứ ba ngày hôm nay đã hiển hiện. Sư Tôn lúc rời đi, thật là tự tin. Ở bên trong thổ động hư không, Đa Bảo đạo nhân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, lại là vò đầu bứt tai, lại là đứng dậy dạo bước, dưới đáy lòng thậm chí nổi lên mấy cái ý nghĩ lớn mật. Nếu không, hôm nay coi như xong. Sư Tôn vào trước khi tiến đến thiên ngoại đại chiến với tiếp dẫn âm cho chính mình câu kia là có ý gì? Dựa vào bảo này ngăn chặn chuẩn đề, Sư Tôn vì sao có loại hiểu lầm này, cảm thấy y thôi phát hỗn độn chung đại danh đỉnh đỉnh, liền có thể có thực lực đối chiến Thánh Nhân. Y cũng không phải là đại sư huynh nhân giáo Huyền Đô cuồng nhân tu đạo, tu hành suýt nữa tự thân trở thành đại đạo. Y chính là có nhiều bảo vật một chút, thực lực bản thân mạnh một chút, sắp chạm tam thi. Chuyện này làm sao xử lý đây? Đinh linh linh. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông gấp rút, lại là chuông đồng nho nhỏ kia liên tiếp rung động, một cỗ linh giác truyền đến đáy lòng Đa Bảo đạo nhân. Còn không đi ra chờ cái gì chứ? Các sư đệ sư muội ngươi sắp công lên rồi. Thật là, đường đường đại sư huynh Tiệt giáo, đạo cảnh đều đã cao thâm như vậy, ở trước mặt sư phụ ngươi chậm rãi nói. Nói cái gì ngày hôm nay là thời cơ tốt hủy diệt Linh Sơn, sao đến sự đáo lâm đầu, chính mình còn suy sụp. Ai? Đạo lý là đạo lý như vậy, tâm tính là một phen tâm tính khác. Đa Bảo đạo nhân lung lay đầu, đứng dậy, chắp tay một cái đối với hỗn độn chung, giữ chuông này ở trong lòng bàn tay. Thôi được, việc đã đến nước này, tự phải dốc toàn lực. Sau đó cười hắc hắc, nhỏ giọng thầm thì nói, tiền bối sau đó che chở vãn bối một chút, ở chỗ vãn bối có chút hỗn độn dịch. Chính là bảo vật thấm vào tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, sau trận chiến nhất định hiếu kính cho tiền bối. Cắt, linh giác của hỗn độn chung mang theo tràn đầy ghét bỏ, bản chuông ở hỗn độn hải nhiều năm như vậy. Cái gì không có gặp được, cái gì không có hưởng qua. Chỉ bằng vào những vật này của ngươi, ta có thể nhìn ở trong mắt. Nhớ thu dọn đồ đạc, sư tôn ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần thắng một trận chiến này, liền thả cho ta tự do. Đa Bảo lại là ngẩn ra, nhưng y am hiểu sâu tính nết bảo vật, cũng biết chí bảo như vậy tuyệt đối không có cách nào cưỡng cầu. Chỉ có thể cười làm lành vài tiếng, cầm hỗn độn chung, bước ra hư không động, trực tiếp xuất hiện ở trên không Linh Sơn. Thân thể hơi mập kia tản mát ra uy nghiêm nhàn nhạt, tiên Tiệt giáo một khắc trước đã là muốn liều mạng với Linh Sơn, lập tức lại đã có lực lượng. Đúng lúc này, các nơi Linh Sơn vọt tới từng tầng mây mù, hóa thành khuôn mặt một vị lão đạo thân dài trăm trượng, đạo vận Thánh Nhân cũng nồng đậm đến đỉnh điểm. Chuẩn Đề Thánh Nhân rốt cuộc cũng hiện thân một lần nữa, lại vừa hiện thân liền mang đến áp lực lớn lao cho chúng tiên Tiệt giáo trong sân. Tiếp dẫn do Thông Thiên giáo chủ nghênh đón, Chuẩn Đề này tất nhiên là sẽ đấu pháp với bọn hắn. Nói không khẩn trương đó là giả, nhưng tiên nhân Tiệt giáo có một nửa trong nội tâm lại sinh ra một loại khát vọng, một loại khuấy động. Một loại chính là Thánh Nhân cũng không thể khinh thường sự kiên trì của Tiệt giáo bọn họ. Một loại, đối mặt với Thánh Nhân, cũng dám đánh ra một cỗ khí khái chiến thắng. Chuẩn Đề mở miệng nói, Tiệt giáo ngày hôm nay, nếu có người bước vào Linh Sơn nửa bước, đừng trách bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Quỳnh Tiêu không những không giận mà còn cười, trực tiếp mắng, phương Tây ngày hôm nay, Thánh Nhân muốn trực tiếp đọ sức với những vãn bối chúng ta, vậy đừng trách chúng ta lấy tiểu phạm lớn.
Chương 1578, Đạo hữu thanh diệu tại, Hà sử thuyết tự nhiên. Trong hai mắt pháp thân chuẩn đề có kim quang xẹt qua, bên người đột nhiên có một viên kim tinh lấp lóe, trong đó truyền ra tiếng cười khẽ nhàn nhạt. Tiên tử Tiệt giáo thật sự có chút quá mức không coi ai ra gì, hẳn là ở bên trong Bích Du cung, chính là nói chuyện đối với sư tôn nhà mình như thế. Tiếng nói rơi xuống, bên trong kim tinh hiện ra một đạo thân ảnh thon dài, trôi nổi ở bên cạnh pháp thân chuẩn đề, lại là một thanh niên đạo giả. Thanh niên này không biết theo hầu, không rõ lai lịch, trước đây tựa như chưa hề đi lại tại Hồng Hoang, cũng không hiển lộ ở trước người khác. Nhưng giờ phút này, lại có thể ở phía dưới đạo vận của chuẩn đề thánh nhân, triển lộ ra tự thân chi đạo. Y nhặt hoa mà cười, trong mắt mang theo vài phần xem thường. Đệ tử tiếp dẫn, Già Diệp. Lại nghe một tiếng cười khẽ, viên kim tinh thứ hai khác bên cạnh pháp thân chuẩn đề lấp lóe, lại là một vị lão giả thân mang áo bào rộng đi tới từ chỗ sâu linh sơn. Trong miệng lão ngâm tụng, ngu là gì và khôn là gì, tham lam là ngang nhau. Đạo vận tự thân lưu truyền ra, lại cũng là đại năng hồng hoang, cao thủ khó tìm. Viên kim tinh thứ ba, ngay sau đó lấp lóe một lần nữa. Từng vị, đệ tử của tiếp dẫn, chuẩn đề, trước đây chưa hề hiện thân qua, từng vị cao nhân không tham dự sự vụ Tây Phương giáo, chỉ là lẳng lặng chờ Tây Phương giáo đại hưng. Trong nháy mắt, lại có hơn 14 người đi ra. Đây chính là sư huynh sư đệ chân chính của Địa Tạng, Di Lặc, Hư Bồ Đề. Bọn họ vừa hiện thân, liền xuất hiện ở bên người chuẩn đề, đẩy khí thế một phương linh sơn lên đỉnh điểm. Những lão đạo vốn chỉ là mạo xưng bề ngoài ở linh sơn, tại giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng nhau bay đến không trung cao trăm trượng, quay xung quanh người chuẩn đề thánh nhân. Đại giáo thánh nhân, làm sao có thể khinh thường? Hai chữ nội tình được linh sơn phát huy vô cùng tinh tế. Đương chợt nghe một tiếng chuông vang, thiên địa bỗng nhiên huyên náo. Đa Bảo đạo nhân tay nâng một cái chuông cổ cao ba thước, chậm rãi rơi xuống từ không trung, chỗ tiếng chuông xẹt qua, càn khôn tựa hồ cũng nhiều thêm từng tầng gợn sóng. Pháp thân chuẩn đề ngưng tụ ánh mắt, Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp một tay phía sau lưng. Chúng tiên Tiệt giáo không còn kìm nén bản thân nữa, từng đầu đại đạo hiển lộ ra hành tung, thiên địa xung quanh linh sơn bỗng nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Khí thế chúng tiên Tiệt giáo kết nối lẫn nhau, giống như một bức tường cao dựng lên ở bốn phương tám hướng linh sơn. Đại chiến hết sức căng thẳng, chúng đệ tử Tiệt giáo đã là làm tốt chuẩn bị trực diện thánh nhân. Mà lúc này, đại đệ tử Tiệt giáo Triệu Công Minh duy nhất vắng mặt nơi đây, đang ở phụ cận Ngọc Hư Cung, nhíu mày nhìn chăm chú vào động tĩnh Ngọc Hư Cung. Xiển giáo không có chút ứng đối nào. Đúng vậy, bọn họ xác thực không phải làm bất cứ điều gì. Chuẩn đề thánh nhân cộng thêm chúng đệ tử Linh Sơn, đủ để ngăn chặn thế công của Tiệt giáo, hai bên nhất định sẽ hao tổn một lượng lớn cao thủ. Bọn họ chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Ở bên trong thiên địa, từng ánh mắt nhìn chăm chú vào Linh Sơn tối tăm, từ Long Cung đến Thiên Cung, từ Ngũ Trang Quan đến Hỏa Vân Động. Lão đạo khô gầy trên cửu thiên chậm rãi mở hai mắt ra, Ngọc Đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện hơi nhíu mày suy tư. Bên trong thiên địa này, cũng không biết là ai lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng không biết là ánh mắt của sinh linh nào tham lam như thế, chờ mong Linh Sơn tối tăm bộc phát đại chiến. Tại Linh Sơn, Tiệt giáo, phương Tây, chỉ chờ một đạo lưu quang lướt lên, liền sẽ có ngàn vạn lưu quang bắn nhanh. Chỉ chờ một tiếng hạ lệnh sát phạt, liền sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ nằm lại tại Tây Châu. Coi như là đại năng cao thủ như Đa Bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, tiếng lòng đã là căng cứng đến cơ hồ căng đứt. Đúng, lúc này, đạo hữu thanh diệu tại, hà sử thuyết tự nhiên. Tiếng cười khẽ truyền đến từ trên cao, tại nơi tối tăm có thể nuốt chửng vạn vật này. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, đó là hư ảnh một tấm thái cực đồ, chỉ là cá đen dung nhập hắc ám. Bên trong thái cực đồ, một vị đạo giả thoạt nhìn, có khuôn mặt bình thường cất bước ra, đầu đội huyền hoàng tháp, tay cầm càn khôn xích. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ nhẹ nhàng vờn quanh ở sau lưng, lại có một cây ly hỏa cờ hóa thành hỏa thương long quấn quanh người. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư vừa hiện thân, một phương Tây Phương giáo đều thu liễm ý cười. Chuẩn đề thánh nhân trực tiếp mở miệng, nhân giáo chẳng lẽ cũng muốn tới đây làm sự tình ức hiếp. Sư thúc nói quá lời. Đại Pháp Sư cười khẽ, lại là không lại vái chào đối với chuẩn đề, chỉ là nói.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1579, Đồ Chơi Nhỏ. Chúng ta chỉ là đệ tử đạo môn, làm sao có thể ức hiếp thánh nhân phương Tây? Chẳng qua là lòng có bất bình, muốn tới nơi đây dương cao chính nghĩa. Nhân quả Tây Phương giáo thiếu đạo môn ngày xưa, ngày hôm nay cũng nên hoàn trả. Chuẩn Đề im lặng, chúng đại đệ tử Tây Phương giáo như lâm đại địch. Bọn họ kiêng kỵ, tất nhiên là thánh nhân mạnh nhất Hồng Hoang, mà Đại Pháp Sư chính là người phát ngôn duy nhất của vị thánh nhân kia. Đại Pháp Sư bình tĩnh cất bước về phía trước, các tiên nhân tiệt giáo hai mắt tràn đầy sáng ngời. Mà khi Đại Pháp Sư đi đến bên người Vân Tiêu tiên tử, ra hiệu Vân Tiêu lùi lại một chút, ôn hòa nói, Trường Canh có lời. Nói ngươi đừng có mạo hiểm, lấy ra một ít đồ chơi nhỏ hắn đưa cho ngươi, phá đại trận Linh Sơn trước, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là không do dự, lật tay nâng một tôn tượng ngọc của chính mình, ném tượng ngọc ra phía sau, theo một tay nàng vẽ ra đạo đạo ấn phù, tượng ngọc kia bỗng nhiên phồng lớn. Ba thước, ba trượng, 30 trượng, 300 trượng. Tiên nhân tiệt giáo cùng với chúng tiên Linh Sơn cùng nhau sửng sốt, thật sự là chưa từng thấy qua chiến trận như vậy. Nói là pháp tướng thiên địa, lại là giới tử pháp bảo. Chuẩn Đề vừa mới muốn ra tay, đã thấy Đại Pháp Sư cõng Thái Cực Đồ, đa bảo đạo nhân nâng hỗn độn chung, một trái một phải, bảo vệ Vân Tiêu cùng với tượng ngọc bên cạnh. Sau lưng tượng ngọc xuất hiện từng đầu trường hà linh lực thất thải rực rỡ, phần lưng xuất hiện 9981 vòng xoáy, cơ hồ thoáng qua liền rút khô linh khí nơi đây. Càng là dẫn phát linh khí Tây Ngưu Hạ Châu bạo động, như một cơn sóng thần long trời lở đất vọt đến Linh Sơn. Trường hà linh lực kia liền như là tượng ngọc mở ra một đôi quang cánh thất thải, đạo vận trên đó đúng là vô cùng huyền diệu. Vào giờ phút này, trong mắt Vân Tiêu tràn đầy thanh lãnh, cũng không bởi vì tượng ngọc này dùng là dung mạo của nàng mà có nửa phần dị dạng. Hỗn nguyên kim đấu xoay quanh người nàng, thân ảnh nàng phiêu phù ở phía trước tượng ngọc kia, động tác cả hai cơ hồ đồng bộ. Đưa tay, hai lòng bàn tay nhắm ngay đại trận Linh Sơn. Khác biệt chính là, lòng bàn tay tượng ngọc kia xuất hiện một lỗ đen, mái tóc dài của Vân Tiêu nhẹ nhàng phất phới, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một chút không đành lòng, nhưng cuối cùng chỉ còn thanh lãnh. Nàng là đệ tử tiệt giáo, chịu trách nhiệm về sự hưng suy của tiệt giáo, nỏ linh lực gấp trăm lần. Á! Ngày đó, Văn Tịnh đạo nhân rốt cuộc cũng nhớ lại nỗi sợ hãi lúc Minh Hà lão tổ bị thiên phạt hủy diệt. Nhìn chùm sáng kia vạch phá hắc ám vô biên, đạo tâm của Văn Tịnh hung hăng siết chặt. Linh Sơn sau khi bị bắn phá vài lần, trận pháp to lớn được xây dựng bằng rất nhiều tài liệu quý giá, lại như giấy mỏng vậy, bị chùm sáng kia trực tiếp xuyên thủng. Mấy vị lão đạo cố gắng ngăn cản chùm sáng này, tan rã nháy trong mắt. Chuẩn Đề thánh nhân tự mình ra tay, lấy cái giá là một cánh tay pháp thân, mới có thể hao hết chùm sáng này. Một màn này, cực kỳ giống thiên phạt buông xuống huyết hải năm đó. Khi đó cũng là thiên lôi như trụ, linh lực thuần túy mà cuồng bạo trực tiếp sấy khô non nửa huyết hải. Minh Hà lão tổ bởi vậy vẫn lạc, Tu La tộc từ thịnh chuyển suy, huyết mũi nhất tộc bọn họ bị ép rời đi huyết hải. Tình hình phát sinh ở Linh Sơn lúc này, giống, thật sự rất giống. Chẳng qua, cũng không có quan hệ gì quá lớn với nàng. Vừa rồi tiên thức của Văn Tịnh bắt được lời nói của Đại Phi nhà mình và Vân Tiêu tiên tử. Vào giờ phút này tất nhiên là biết được, tượng ngọc này của Vân Tiêu tiên tử là đồ chơi nhỏ do Tinh Quân đại nhân luyện chế ra. Đồ chơi nhỏ? Ai? Tinh Quân đại nhân, nàng chỉ là con muỗi nhỏ nhân giáo, không phải đại thống lĩnh Tây Phương giáo gì nha. Tây Phương giáo như vậy còn đánh thế nào? Pháp thân thánh nhân đều bị phá một tay, mặc dù đang cấp tốc ngưng tụ thành, nhưng tổng thể mà nói, Tây Phương giáo đã là thua người lại thua trận. Thánh nhân đối mặt với tượng ngọc không hiểu ra sao đánh ra thần thông không hiểu ra sao kia, lại không hiểu ra sao có chút chật vật. Pháp bảo hình người Vân Tiêu tiên tử đột nhiên tế ra, thật sự có chút kinh khủng. Tia sáng kia, phảng phất ẩn chứa một loại đại đạo cực hạn lại thuần túy nào đó, xuyên thủng càn khôn, hủy diệt quy tắc, tạo ra vô số khe hở ven đường, vào lúc đụng nhau với pháp thân thánh nhân, hình như có xu thế muốn nổ ra, lại bị quy tắc thiên địa đè ép trở về. Đạo cảnh như Văn Tịnh, lịch duyệt như Văn Tịnh, tất nhiên là đã nhận ra pháp bảo kinh khủng như vậy. Nếu như 5 bức, 10 bức tượng ngọc pháp bảo cùng nhau bắn về phía đạo trường thánh nhân mà thánh nhân không thể không hiện thân đón đỡ,
e rằng thật sự có thể bị pháp bảo như vậy gây thương tích. Chương 1580, loạn chiến bộc phát. Một pháo qua đi, tượng ngọc bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Văn Tịnh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tránh ở dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn ra xa, nhìn chăm chú thân ảnh Đại Pháp Sư, bên miệng lại lộ ra nụ cười say lòng người. Đại Vi, hôm nay trực diện thánh nhân thật đẹp trai cùng với Cường Hoành. Thống lĩnh, phía sau truyền đến hồng mông hung thú dẫn, xem tình hình, tựa như là có chút không ổn, chúng ta phải chăng nên sớm tính toán. Văn Tịnh nhíu mày liếc nhìn bọ cạp cái dẫn âm đối với mình kia, hư lạnh một tiếng, dẫn âm trả lời, muốn chết đừng có lôi kéo bần đạo. Dưới thánh nhân đều là run rế, ngày hôm nay thánh nhân ở đây, liền sợ gì tiệt giáo người đông thế mạnh. Ngừng dẫn âm, Văn Tịnh thấp giọng nói, có kẻ sợ chết chờ ở nơi này, sau đại chiến tự đi lãnh phạt, bần đạo, cũng không ép buộc các ngươi cái gì. Ở khắp nơi trong hang động dưới mặt đất, từng đôi mắt được thắp sáng, từng tia khí tức hung hãn quanh quẩn, lại bị trận pháp khóa tại nơi đây. Bọn hắn xem như phục binh, tại giờ phút này lại là vừa vặn xem kịch. Sau khi chùm sáng linh khí kinh khủng kia tiêu tán, khe hở càn khôn cấp tốc được bổ khuyết, thiên đạo hiện ra quy tắc đại đạo giao thoa, tựa hồ hoàn toàn bao khỏa nơi đây, để tránh đại chiến chân chính đánh nát Tây Nhu Hạ Châu. Tiệt giáo lớn tiếng dọa người, uy áp của thánh nhân Tây Phương giáo bị triệt tiêu hơn phân nửa. Tiên tiệt giáo vây kín bốn phương tám hướng gần như đồng thời ra tay, vô số lưu quang nở rộ, chính diện đánh tới Linh Sơn. Nhị giáo chủ Tây Phương giáo Chuẩn Đề đạo nhân hừ lạnh một tiếng, pháp thân tản ra một vòng ánh sáng, đảo mắt bao phủ lại khu vực hạch tâm Linh Sơn, vô số lưu quang kia trong mắt nháy bị đánh bay. Một phương Linh Sơn, đạo tâm của lão đạo đại tiên, đệ tử thánh nhân Đại Định. Đúng lúc này, Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng với Đa Bảo đạo nhân đồng thời nghe được dẫn âm nào đó, hai vị đại sư huynh liếc nhìn nhau, đồng thời mang theo khai thiên chí bảo mạnh mẽ xông về phía Chuẩn Đề. Chúng đại đệ tử Linh Sơn lập tức liền muốn tiến về phía trước nghênh kích, nhưng phía trước người Chuẩn Đề đột nhiên hiện ra thất bảo diệu thụ, trực tiếp quét nhóm đại đệ tử Linh Sơn xuống từ không trung, càng là nhân cơ hội phong cấm không ít pháp bảo của tiên tiệt giáo. Ngay vào sau khi Chuẩn Đề ra tay, Hỗn Độn Chung cùng với Thái Cực Đồ đồng thời làm khó dễ. Trước hết nghe được một tiếng chuông vang, song ánh sáng màu xám càn quét trên không Linh Sơn. Thái Cực Đồ âm dương nhị khí tự hành bị dẫn động, âm dương Thái Cực Đồ từ mặt phẳng hóa thành lập thể. Âm dương song ngư ở bên trong cân đối không ngừng truy đuổi, lại trong nháy mắt khuếch tán ra đạo vận trắng đen. Tuế Nguyệt, càn khôn, thời gian, không gian, ở bên trong các cao thủ nhìn chăm chú, ở bên trong Đại Pháp Sư cùng với Đa Bảo đạo nhân vọt tới trước. Thân hình phun ra bảo quang, ở bên trong vị lão giả khô gầy trên 9 tầng trời kia bấm tay gảy nhẹ. Một quả cầu ánh sáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, liên đới pháp thân cùng với bản thể Chuẩn Đề thánh nhân. Đại Pháp Sư cùng với Đa Bảo đạo nhân, Hỗn Độn Chung cùng với Thái Cực Đồ, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Kết trận, đại đệ tử nổi danh Tây Phương giáo nghiêm nghị gầm thét, lại là lập tức kịp phản ứng, bọn họ đã không có thánh nhân bảo vệ, nhưng tiệt giáo tái khởi thế công. Lần này, đã không có thánh nhân ngăn cản cho bọn họ. Loạn chiến bộc phát, cường tiên chém giết, linh khí cuồn cuộn, thần quỷ kinh hãi. Thần thông pháp bảo chút xuống, các nơi Linh Sơn càn khôn vặn vẹo, đạo đạo thân ảnh nổ tung ở bên trong tiên quang. Kim Linh Thánh Mẫu xông lên trước nhất, hiện ra pháp thân, thúc khởi pháp bảo, một người độc chiến bốn vị đại đệ tử Tây Phương giáo không rơi vào hạ phong. Quy Linh Thánh Mẫu cầm một cây sáo ngọc trong tay, tấu ra trận trận thanh âm đoạt hồn, hoàn toàn khác biệt so với biểu hiện nhu thuận điềm tĩnh, ngây thơ đơn thuần lúc không đấu pháp. Quỳnh Tiêu cầm kim giao tiễn trong tay đi theo ở bên người Kim Linh Thánh Mẫu, thỉnh thoảng thả ra thái cổ giao long cắn xé. Còn có kia Vô Đương, Lữ Nhạc, Tần Hoàn. Từng vị cao thủ tiệt giáo các hiển thần thông, Linh Sơn dựa vào địa lợi tàn trận, cũng đang từng bước thủ vững, tận lực kéo dài thời gian đến khi thánh nhân trở về. Bên trong thiên địa chẳng biết lúc nào thêm hai tầng màng mỏng, lại ẩn ẩn che lại trời này, đất này, phòng ngừa bi kịch viễn cổ trình diễn một lần nữa. Bên trong loạn chiến, một con trùng nhỏ bay tới bay lui, chui vào trong tay áo của Vân Tiêu tiên tử. Rất nhanh lại xuất hiện trên đầu vai Vân Tiêu, bắt đầu nhỏ giọng thuyết phục, Vân, ngươi đừng có sông cao như thế, coi chừng lâm vào trùng vây.
Các bạn vừa nghe xong tập 158 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.